Ga đang tập luyện trên bờ sông Batigo như thế nào, các bạn sẽ lần lượt có chương trình này các bạn. Hiện nay khoảng 11-12 giờ trưa các bạn, tranh thủ giờ làm xong thì sẽ lên video liền cho các bạn, tại vì hiện nay là được thấy các đội ga cũng đang tập luyện rất kỹ lưỡng trên bờ sông Batigo của các bạn. Thì phải nói là năm nay là năm đua ga rất kịch tính và ly kỳ, thì các bạn cũng nhớ xem video của Cường để theo dõi các vận động viên bơi như thế nào các bạn. Nếu mà video hay thì Cường cũng mời các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ Cường, để khi mà Cường có đăng lên cái video mới á, thì các bạn sẽ nhận được thông báo các bạn. Cường xin mời các bạn xem video nha. Đây là ghe chùa Tôn Đức Thay nha các bạn. Đây là hai con rồng xanh, ghe nam và ghe nữ nha các bạn ơi. Thì bữa nay thì cũng rất nhiều cái đội ghe lại tập nha các bạn. Còn phía dưới thì cũng có một chiếc ghe đang lên nha các bạn. Bơi rất phong độ các bạn. Phải nói năm nay là năm đua ghe ngon, rất kịch tính nha các bạn. Rồi cho tạm giải lao luôn các bạn ơi, mệt rồi các bạn. Quá kịch tính luôn các bạn ơi. Đây là chiếc ghe chùa Tôm Núp ở thành đấy các bạn. Thì các bạn thấy không, đây là hình con rồng màu xanh, rất là đột phá luôn các bạn ơi. Chiếc ghe phóng dung dút luôn các bạn, phải nói là rất khí thế luôn các bạn ơi. Phía trước chúng ta đó chính là chiếc ghe chùa Sần Ke, thị xã Trừ Khánh nha các bạn. Các bạn nhìn thấy cái đầu ghe thì đã thấy là biết chiếc ghe chùa Sần Ke các bạn ơi. Hiện nay thì các ghe cũng đã tập luyện tại thành phố Sóc Trăng, tại diễn ra tại bờ sông Batigo là rất đầy đủ rồi các bạn. Còn xa xa đó chính là chiếc ghe nữ nha các bạn. Chiếc ghe nữ thì bơi cũng không có thua kém gì nam nha các bạn ơi. Các bạn thấy không, rất phong độ rồi các bạn. Chiếc ghe phóng dung dút dút, và chiếc ghe đó là cái hình màu xanh con rồng, nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Rất là khí thế nhịp nhàng luôn các bạn. Đừng các bạn đừng có chơi nữ nha, nữ thì cũng bơi cũng không có thua kém gì nam đâu nghe các bạn. Thì các bạn hãy nhớ xem video của Cường để có những cái tiết mục hay và hấp dẫn sự kiện đua ghe ngo ở tại thành phố Trăng nha các bạn. Nói chung là bữa nay thì tập rất nhiều đội ghe các bạn ơi, mình cũng không nhớ hết tất cả đội ghe các bạn. Thì Cường sẽ quay hình ảnh nhiều để cho các bạn xem, cũng như cái không khí tập luyện ở tại bờ sông Batigo. Đây thì cũng chiếc ghe này cũng vận động viên bắt đầu cho di chuyển ra giữa sông, cũng chuẩn bị tập luyện luôn nha các bạn. Quá đẹp, quá phong độ luôn các bạn. Ghe này thì chuẩn bị ghe lên thì ghe tới thì ghe trước thì bắt đầu bơi các bạn. Còn ghe Sần Ke thì đang ngồi giải lao các bạn ơi. Vận động viên thì tập cũng vừa đồng cũng mệt, giải lao các bạn. Các bạn, xin ghé đi các bạn.
Sò Đại Ba các bạn ơi. Thì nói chung năm nay ghe nào cũng rất hùng mạnh đấy các bạn ơi. Chỉ Đại Ba thôi mà rất nhịp nhàng, dung dúc luôn rồi các bạn. Quá đẹp luôn, cực kỳ. Quá đồng đều. Quá đẹp luôn các bạn. Chùa Chăm Pa luôn rồi các bạn. Nói chung là bữa nay thì rất nhiều đội ghe đến đây tập luyện các bạn ơi. Ghe đi rất nhịp nhàng, đồng đều các bạn. Đây là cự ly khoảng 800m nha các bạn. Phía trước khán đài đó là đến đích là 1200m nha các bạn. Còn đây là khoảng 800m thôi nha các bạn ơi. Trước đó là khán đài luôn các bạn, đó là điểm gì đích nha các bạn ơi. Đây là chiếc ghe của Roi Phương Chắc nha các bạn, ở Trà Tim phường 10 các bạn. Đây là mấy cái đường cầu ở trước nha các bạn. Cửa tốt nước Sóc Trăng hai, ó cửa tốt nước Sóc Trăng á, rất đẹp luôn các bạn. Đây là chiếc vô lãi cũng hơi bự, thì ta chở mấy cần câu các bạn. Thì nhiều khi chiếc ghe mà cái cần câu mà nó cân không cân bằng á, thì bắt đầu nó sẽ có cần câu thay thế liền luôn nha các bạn. Các bạn cũng nhìn chiếc ghe, cái chỗ đầu ghe nhìn rất quen thuộc các bạn, đó là hình con khủng nha các bạn, của nữ đang đi về phía chỗ điểm xuất phát nha các bạn. Nó nói quá đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ hồi nãy giờ thì ta xuất phát từ cái điểm ở dưới lên, thì bây giờ thì sẵn cái tour về đó các bạn, thì người ta vẫn vận dụng được cái tour mà tập luyện luôn nha các bạn. Quá đẹp luôn, ghe phóng quá luôn các bạn. Còn đây là ghe bân cốc luôn các bạn, ghe bân cốc đang khởi động các bạn. Thì đây là các vận động viên đang khởi động ở trên đường cặp sông Mất Tây Gô các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi.
kia là bên cái này ai cũng rất nhiều và bà con đứng xem các bạn. Mặc dù giấc trưa trời nắng thì khán giả cũng rất đam mê và rất thích xem những cái đội ghe ngò tập dượt trên bờ sông các bạn. Phía trước đó thì ta đang vệ sinh gông riêu đó các bạn. Quá đồng đều, quá đẹp các bạn ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Phải nói là gió bắt sụp các bạn. Video cường chia sẻ tại mà các đội ghe vận động viên tập ở trên bờ sông Bắc Tây Gô tại chỗ khán đài A thì video của đến đây cũng kết thúc này các bạn. Thì nếu các bạn thấy video của Cường hay thì hãy nhớ đăng ký kênh và like để khi có nhận những thông báo khi Cường đăng cái video mới thì Cường hẹn các bạn lại video tiếp theo nha. Thì các bạn luôn luôn hãy nhớ theo dõi, tại vì đây là sự kiện đua ghe ngò thì Cường cũng đăng những cái video mà các đội ghe là tập dượt rất Cường đang liên tục luôn nha các bạn. Thì nói chung là tại Cường cũng đi làm mà không có thời gian các bạn, Cường cũng sẽ luôn tranh thủ để cho các bạn thấy cũng như cái nét đẹp lễ hội mà đua ghe ở Sóc Trăng chúng ta phải nói là quá hấp dẫn và ly kỳ luôn các bạn ơi.